Mới đây trên mạng xã hội Instagram, Chibu tiếp tục có động thái lạ sau scandal tình cảm với Yu Lê và ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết "I'm not a cigarette that you will smoke and throw. I am a drug baby you will beg for you." Tạm dịch, tôi không phải là điếu thuốc mà anh sẽ hút và ném. Tôi là một liều thuốc phiện, anh sẽ phải cầu xin tôi. Bên cạnh dòng tin với tâm trạng nặng nề là bức ảnh Chibu dùng tay tinh tế che đi vòng một đang được thả rông vô cùng táo bạo, khiến không ít người nóng mắt. Rất nhiều lời khen từ người hâm mộ dành cho Chibu khi sở hữu vóc dáng cơ thể tuyệt đẹp, vòng nào ra vòng nấy vô cùng hoàn hảo. Được biết, dòng trạng thái bằng tiếng Anh của Chibu được sao chép từ một quote vô cùng nổi tiếng trên Internet. Nội dung ẩn dụ đại loại là nói về một nhân vật bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu, sinh ra những ý niệm tiêu cực kéo theo. Tuy không nói rõ ràng đích thị một ai hay về vấn đề gì, nhưng việc đăng tải ngay thời điểm nhạy cảm lúc này, mọi đồng tĩnh khác lạ đến từ Chibu đều hướng sự liên quan đến tình cũ Gil Lê. Chibu được biết đến là một nữ diễn viên toàn diện khi vừa có sắc vóc xinh đẹp, vừa có tài năng diễn xuất được nhiều người công nhận. Tuy nhiên, chuyện đời tư của cô nàng lại khá kín kẽ. Cho đến gần đây xuất hiện trong tập đầu tiên của Chibu Greatest Show, Chibu mới hiếm hoi tiết lộ chuyện gia đình lẫn chuyện tình cảm dở dang trong quá khứ. Ngay khi nữ ca sĩ nghẹn ngào kể về chuyện tình cảm cùng mối quan hệ không thành với người yêu cũ công khai trong Chibu Greatest Show, Gil Lê có động thái ngầm bày tỏ sự khó chịu, bức xúc ngay trên Instagram. Cụ thể, giọng ca "Em phải quên anh" viết "Be a good person in real life, not in social media." Tạm dịch, hãy làm người tốt ngoài đời thực, đừng trên mạng xã hội. Từ đây loạt lời qua tiếng lại một cách đầy ẩn ý giữa Chibu, Gil Lê và Hoàng Thị Linh ngay trên mạng xã hội, được fan đặt lên bàn cân và đưa ra mổ xẻ nhiệt tình. Mới đây, trong khi Gil Lê được cho là bí mật cùng bạn gái tin đồn Hoàng Thị Linh đi du lịch nghỉ dưỡng, thì Chibu lại tâm trạng nói về tình yêu đổ vỡ trên Instagram.